Xin kính chào toàn thể quý anh chị các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube mua bán ô tô cũ của em Lợi. Và lời đầu tiên em Lợi xin gửi đến toàn thể quý anh chị các bạn đang xem video một lời chúc sức khỏe, một lời chào trân trọng nhất. Hôm nay em Lợi lại tiếp tục review giới thiệu chào bán đến toàn thể quý khách hàng anh chị em đang xem video một chiếc xe mà bên em Lợi vừa mới lấy về, đó là chiếc Forerunner bản XLi số sàn 2 cầu máy dầu. Và chiếc xe này không phải bản thiếu đâu quý anh chị nhá, là răng đúc theo xe. Và toàn bộ chiếc xe thì tì tay, kính lên xuống kính điện đều là zin. Chiếc này là chiếc bản tiêu chuẩn của chiếc Forerunner 2015 số sàn 2 cầu màu bạc. Đây là toàn bộ phần ngoại thất bên ngoài của em Forerunner. Với chiếc xe này thì bên em Lợi cũng đã kiểm tra và khẳng định cam kết với quý chị, đây là một chiếc xe đẹp, không có lắp số dạng ô tô, vỏ kính vỏ đèn, máy số là nguyên bản từ mới. Toàn bộ chiếc xe thì em rút hồ sơ cho quý chị nào có nhu cầu sang tên. Toàn bộ pháp lý thì đầy đủ hết, không có tranh chấp, không có phạt nguội. Đây là toàn bộ về tổng thành ngoại thất bên ngoài của chiếc xe, từ khe hở cánh cửa và sơn từ đầu đến cuối xe thì đều màu nhau theo thời gian, không có dấu hiệu bị lệch màu. Và toàn bộ xe thì còn sơn zin đến 95%. Xe lốp còn khá là dày, là răng đúc nguyên bản theo xe. Với chiếc xe này thì bên em Lợi vừa nhập về tối hôm qua, và còn một số điểm sầy trước thì em sẽ cho đi sơn đánh bóng lại và dọn lại vệ sinh từ máy móc gầm bệ, đầu tư chi phí khoảng 2 triệu. Đây là toàn bộ xe thì được trang bị thêm nắp thùng cao. Đấy, xe màu bạc. Từ các cái đèn hậu của chiếc xe thì hai bên đều màu nhau theo thời gian. Và xe được trang bị thêm camera lùi. Đấy. Quý anh chị nào mà lần đầu tiên xem video của em Lợi thì cho em Lợi xin một lượt đăng ký kênh và một lượt chia sẻ. Các bác ấn chuông theo dõi thì sẽ cập nhật sớm nhất các dòng xe bên em Lợi về theo 5 tháng. Bên em Lợi cũng nhận mua bán trao đổi tất cả các dòng xe ô tô trên mọi miền tổ quốc. Mà quý anh chị nào có nhu cầu bán xe, nhớ nhanh tay liên hệ em Lợi qua số điện thoại 0986265090. Hoặc các bác có thể qua địa chỉ cửa hàng em Lợi là địa chỉ 948 đường Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội để được xem xe và tư vấn trực tiếp. Đây là toàn bộ cái đèn pha của chiếc xe. Đấy, đèn pha là nguyên zin theo xe. Và mặt ca lăng của chiếc xe đây, toàn bộ khá là chắc chắn. Đấy, tất cả xe hai bên đèn khá là đều nhau, xe đèn zin cabo toàn bộ là nguyên bản từ mới. Đấy, đèn gầm, đèn pha, phần đầu của chiếc xe thì khá là vuông vắn và đều đẹp, không có dấu hiệu bị đâm xô. Lốp của chiếc xe đây, lốp còn khá là dày. Đấy, lốp này thì quý anh chị cũng không phải lo nghĩ về phần lốp đâu, là răng đúc theo xe lốp. Đấy, toàn bộ lốp này, đây có một số điểm chảy xước này. Đấy, bên ngoài thì sau 2 hôm nữa em Lợi sẽ cho vệ sinh lại và làm bóng lại các cái phần chảy xước đây. Phần chassis của chiếc xe thì chỉ bám đất bẩn thôi, toàn bộ chassis thì không bị mục mọt gì, không cắt nối gì quý anh chị nhé. Đấy, phần gầm của chiếc xe thì khá là ok, phần gầm không bị mục mọt gì. Đấy, từng con ốc đang còn zin hết từ các cái cu lốp này. Đấy, phần gầm, phần lốp của chiếc xe thì khá là đẹp, và các cái này nó còn chỉnh chu này, từng con nở của chiếc xe nó còn nguyên bản từ mới. Bậc lên xuống của chiếc xe đây, xe sử dụng động cơ máy dầu 2.2. Đấy, máy dầu 2.2 số sàn 2 cầu, đi khá là tiết kiệm, 6-7 lít 100 cây. Từ các cái form dáng của cái xe thì khá là đều và đẹp, đồng vỏ của chiếc xe thì không có bá tít, toàn bộ sơn zin khá là nhiều, kính thì không bị dạn nứt nhé. Toàn bộ kính lái, kính liên sườn thì đều là kính của hàng Ford. Đó, kính của hàng Ford hết đây quý anh chị này. Em mở cửa kính cho quý anh chị xem. Toàn bộ kính là của hàng Ford, đều em kiểm tra hết rồi. Đều có chữ Ford này và đều có số 5, theo năm sản xuất 2015 của chiếc xe. Và các cái phần cánh cửa đây chỉ là nguyên zin hết. Ốc khóa bản lề đều chưa tháo lắp, nguyên bản cả 4 cánh luôn. Đấy, chỉ cánh cửa là nguyên zin, táp ly nguyên zin hết từ đầu. Nội thất ghế thì được trang bị ghế da hai màu khá là đẹp, toàn bộ là ghế nguyên bản.
Đây em quay về phần nội thất cho quý anh chị xem. Đây là phần nội thất bên trong, trước và sau thì khá là đều màu nhau và cực kỳ đẹp, không có dấu hiệu bị chảy rách gì. Đấy. Xe thì bên em Lợi sẵn sàng cam kết với quý anh chị không có làm xe đâm đụng tai nạn ngập nước. Quý anh chị đến xem xe mà bị ngập nước, mà bị tai nạn biến dạng ô tô thì bên em Lợi sẵn sàng bồi thường quý anh chị 50 triệu tiền đi lại. Về an ninh pháp lý cũng thế, phải chuẩn với quý anh chị, toàn bộ rút hồ sơ được cho quý anh chị và sang tên được trong thời gian yêu cầu. Đây là toàn bộ cái phần vô lăng, củ số của chiếc xe. Đấy. Bản này là không phải bản thiếu nên là nó được trang bị ghế da nỉ và được bác chủ lắp ghế da. Đấy, vệ sinh rất chi là tiện và toàn bộ tì tay là zin theo xe này. Đấy. Riêng bản thiếu thì không có cái tì tay này. Đấy, không có cái ốp này. Và toàn bộ cài cầu điện. Cài cầu điện, đây là núm cài cầu điện của chiếc xe. Vô lăng của chiếc xe và củ số thì khá là đẹp. Xe sử dụng hộp số sàn 6 cấp. Số rất chi là chắc chắn. Đấy, toàn bộ vô lăng, củ số, bóng khí là nguyên zin. Đấy. Tất cả các tay nắm tắp ly. Đây, vô lăng của chiếc xe này, toàn bộ vô lăng khá là đều và đẹp, nguyên bản hết từ mới. Tắp ly chắc chắn. Bàn đạp phanh ga không có dấu hiệu bị mòn. Tất cả trải sàn da thì đều được lắp trải sàn da rồi. Vệ sinh rất chi là tiện lợi. Cánh cửa đây, nguyên zin ốc, khóa bản lề. Số má dập zin của nhà hãng Ford. Và cái xe này là lên xuống kính điện là xịn của hãng nhé, không có dấu hiệu bị độ đâu, toàn bộ zin. Chìa khóa là nguyên zin hết. Đấy, kính này 2015, cánh cửa là nguyên zin, tem mác cánh cửa là nguyên bản hết, sơn zin hết này. Đấy, sơn zin toàn bộ. Táp ly khá là đẹp, xe chưa dọn vệ sinh nhưng mà toàn bộ tổng thể khá là đẹp. Đây là chìa khóa của chiếc xe này. Đấy, chìa khóa của chiếc xe Ford, đủ 3 chìa. Và chìa này là chìa zin theo xe, không phải bản thiếu nên là chìa khá là đẹp. Nội thất của chiếc xe, ghế lái với phía trước này khá là căng và mới. Các cái phần ốc cột của chiếc xe này, cột này, ốc nguyên zin. Sơn zin phần cột toàn bộ. Nội thất hàng ghế phía sau, táp ly cánh cửa phía sau toàn bộ lại khá là đẹp. Đây là hàng ghế phía sau của chiếc xe. Đấy. Hàng ghế phía sau thì rất là đẹp. Từ các cái khâu chỉ và cái đường gân ghế rất là căng. Xe được trang bị trần nỉ và được bọc thêm ni lông. Đấy. Trần nỉ bọc thêm ni lông rồi quý anh chị ạ. Cái ni lông này vệ sinh này rất là sạch. Táp ly tay nắm cánh cửa bên phụ của chiếc xe. Đấy. Bàn thờ vô lăng củ số của chiếc xe. Cài cầu. Đấy. Cầu hai cầu hoạt động khá là tốt, điều hòa âm thanh thì em đã kiểm tra đều hoạt động khá là ok. Đây là cái phần lót thùng của chiếc xe, cơ bản lót thùng thì không chở hàng nặng nên là phần lót thùng thì khá là đẹp. Đấy, toàn bộ lót thùng, nắp thùng cao. Đấy, sàn lót thùng không có dấu hiệu bị móp méo. Các cái phần đinh bấm đinh dập ở phần đèn này, ốc đều là nguyên zin. Đầu đuôi xe thì em lại quay chi tiết cho quý anh chị hết toàn bộ. Khá là đẹp. Các cái phần cái bướng phía sau này, cái bướng phía sau này, ốc này, này bám bụi thôi, em chưa dọn đâu. Và sơn đánh dấu 7 màu của nhà máy còn nguyên. Các cái phần chỉ này nguyên bản hết từ đầu, đinh bấm đinh dập nhà máy này, này chưa tháo lắp nên là tuyệt nhiên không có dấu hiệu đâm xô vào cái cốp sau này nhé. Đây là toàn bộ cái phần đầu và phần máy của chiếc xe. Về máy số thì cam kết là nguyên bản, sơn đánh dấu của nhà máy tem mác nguyên bản hết từ mới. Đấy. Tất cả các cái phần cabo, ốc cabo, đinh bấm, đinh dập này, chỉ cabo là nguyên zin. Tôn vỏ cabo thì khá là đẹp. Đấy. Cái phần nhựa của chiếc xe nó rất là sáng. Đấy. Ốc, tai đều chưa tháo lắp. Phần máy, cổ bô, cổ xả của chiếc xe khá là sáng và đẹp. Xe sử dụng động cơ máy dầu 2.2. Phanh ABS này, đấy, nguyên zin hết từ mới. Vâng, và đây là phần động cơ đang hoạt động đây. Tiếp tục động cơ hoạt động khá là êm. Toàn bộ động cơ máy chạy khá là êm. Máy dầu 2.2.
Vâng, vừa rồi em Lợi vừa giới thiệu chào bán đến toàn thể quý anh chị và các bạn một chiếc xe Ford Ranger số sàn 2 cầu máy dầu màu bạc. Quý anh chị nào, các bạn nào mà có nhu cầu nhanh tay liên hệ với em Lợi qua số điện thoại 0986265090, hoặc các bác có thể qua địa chỉ cửa hàng em Lợi là địa chỉ 948 đường Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội để được xem xe và tư vấn trực tiếp. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong một video gần nhất.